chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một series hoàn toàn mới, một cái series mà mình ấp ủ làm từ rất là lâu rồi. Thì cái series này mình tạm gọi là Sneakerhead Dictionary. Thì ở cái series này thì mình sẽ cố gắng giải thích tất cả những cái từ, những cái ngôn ngữ của những cái sneakerhead. Thì ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ những cái cụm từ mà liên quan đến những cái lần mà phát hành những cái đôi giày. Thì những cái cụm từ rất là đơn giản, giống như kiểu là retail này, resell này, backdoor này, pre-order, slot, early release. Nói chung là tất cả những cái từ mà liên quan đến những cái lần mà phát hành giày á, thì mình sẽ cố gắng mình giải thích ở video ngày hôm nay. Thì hy vọng các bạn sẽ thích cái loạt series này nhá. Ok, thì đối với những bạn mà lần đầu tiên chơi giày thì chắc chắn sẽ hay có những cái câu mua với giá retail. Thì giá retail là cái gì? Thì giá retail là giá mà giá gốc mà bán ra của một hãng từ các retailer. Giống như một đôi giày Yeezy 350 V2 này đi, thì nó có giá là $220. Đấy là chính là giá retail của đôi giày này. Ngoài ra thì còn các khoản phí như kiểu là tax, tức là thuế. Tùy vào từng địa điểm thì nó có từng cái loại thuế khác nhau, rồi tùy vào phí shipping nữa. Thì một đôi giày này thì hên sẽ mua không bị thuế sẽ là $220. Ngoài ra thì nếu mà những người khác mà mua trên mạng hoặc gì đó thì có thể là có giá cao hơn, khoảng 240 hay 250 gì đó, tùy vào thuế với cả shipping. Một người mà mua càng gần với cái giá $220 này thì gọi là mua với giá retail. Nói ngắn gọn hơn là mua với giá retail là mua với giá của hãng niêm yết bán ra cùng với cái giá đó. Ngoài ra thì ở đây mình giải thích luôn là retailer là cái gì. Thì retailer là những cái cửa hàng được cái hãng ủy quyền. Ví dụ như là có một cửa hàng này thì được hãng Adidas ủy quyền bán những đôi Yeezy 350 V2 này. Những cái cửa hàng đó gọi là retailer. Còn ngược lại thì resell là gì? Thì resell là một cái thị trường gọi là secondary market. Nói tiếng Việt nôm na có thể dịch là chợ đen đi. Tại sao là một đôi giày lại có giá resell? Thì lúc nào cũng vậy, đi theo một cái quy luật của muôn thuở luôn là supply and demand. Nghĩa là nhu cầu và số lượng. Một đôi giày có số lượng ra mắt ít hơn so với bình thường. Một đôi giày bình thường nếu mà GR là General Release được sản xuất ra với số lượng cực kỳ nhiều, người ta có thể tính đến cả triệu đôi giày được sản xuất ra và gần như store nào cũng có. Thì tất nhiên là những cái đôi giày kiểu như vậy, trừ khi là những đôi giày mà cực kỳ mà được người ta quan tâm, thì nó sẽ sold out ngay lập tức. Giả dụ như những đôi Concord 11, mặc dù không cần quan tâm số lượng ra mắt bao nhiêu, nó vẫn sold out cực kỳ nhanh. Tại vì những cái đôi giày đó là những đôi giày nó rất là iconic và cực kỳ được người ta ưa chuộng. Đó chính là lý do vì sao mà kể cả sản xuất số lượng bao nhiêu thì vẫn cứ sold out. Thì ở những cái dòng giày mà được người ta quan tâm rất là nhiều, được rất là nhiều người ưa chuộng, kiểu như là Yeezy hay là Jordan á, số lượng ra mắt càng ít thì làm người ta muốn mua càng cao. Và chính vì cái việc mà số lượng người mua nhiều hơn cái số lượng giày có chính là cấu thành tạo nên cái giá resell. Đó chính là lý do vì sao mà có thêm một cái thị trường thứ hai là thị trường resell. Có rất là nhiều những cái đôi giày mà có giá tăng gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp 10 lần. Giả dụ như đôi giày này, đây là đôi Air Jordan Dior, một cái phiên bản collab cực kỳ đình đám trong năm nay, và nó chỉ có 8.500 đôi trên toàn thế giới thôi. Mặc dù 8.500 đôi không phải là quá nhiều, nhưng mà cái demand của đôi giày này là rất cao và cực kỳ nhiều người muốn có đôi giày này. Đó chính là lý do vì sao mà đôi giày này có giá resell cực kỳ cao, lên đến 7-8 ngàn đô la Mỹ cho đôi giày này. Còn đôi giày high top thì có giá hơn 10 ngàn đô la Mỹ lận. Ok, cụm từ tiếp theo mà mình muốn giải thích ở video ngày hôm nay là backdoor. Vậy backdoor là gì? Thì backdoor là theo nghĩ dịch ra tiếng Việt là cửa sau. Thực sự thì cái ý nghĩa của nó cũng gần giống như vậy. Thì như mình đã chia sẻ ở trên, thì tất cả các retailer là những cái cửa hàng mà được hãng ủy nhiệm bán những cái đôi giày đó. Mình lấy ví dụ như kiểu là một cửa hàng này nó có 100 đôi giày này, thì họ sẽ release bằng cách là họ sẽ raffle, họ sẽ bốc thăm ngẫu nhiên và chọn ra người may mắn. Ví dụ đi, thì trong 100 đôi giày đó thì người làm ở trong store, đặc biệt là người quản lý, thì sẽ có quyền là lấy những đôi giày ra để mà có thể là sử dụng mục đích cá nhân, giống như kiểu là họ tự sở hữu. Đó là những cái thông tin ở trong store và người ngoài hoàn toàn không biết điều đó. Và cũng có thể là họ không sử dụng 100 đôi giày đó để mà raffle release, mà họ sẽ ém đi tầm 30 đôi hay 40 đôi gì đó để mà có thể là mang đi bán ra ngoài. Ý mình là không nói tất cả các cửa hàng, mà mình chỉ nói là một số cửa hàng mà họ bị những cái scandal như vậy. Giả dụ như gần nhà mình thì có một cái cửa hàng có tên là Social Status. Thì cái cửa hàng này thì cực kỳ nổi tiếng về cái việc backdoor, tại vì chẳng ai có thể là enter raffle cửa hàng này mà có thể thắng được cái raffle đó. Tại vì gần như là hơn một nửa số stock ở cái cửa hàng này đã bị backdoor. Những cái người mà muốn mua được backdoor thì không phải ai cũng có thể mua được, tại vì là phải có mối quan hệ cực kỳ tốt với cả những cái người ở trong đó thì mới có thể mua được. Thì cái này nó hoàn toàn phụ thuộc vào mối quan hệ. Làm sao để mà có được cái mối quan hệ đó thì mình không biết. Đôi khi thì tất cả những thứ trong cuộc sống này thì chúng ta cần phải có mối quan hệ thì mới có thể là làm việc được. Thì mình chỉ muốn giải thích nhanh là backdoor là những cái trường hợp giống như kiểu là ém đi cửa sau để mà mua lại những cái đôi giày đó. Thì tất nhiên những cái người mà mua lại những cái đôi giày đó thì thường là những cái store resell, những cái reseller lớn có thể mua lại được với số lượng lớn và cái giá họ trả ra mình nghĩ cũng không hề rẻ đâu. Cái cụm từ tiếp theo mà mình muốn chia sẻ đây là early release.
Thì early release là gì? Early release là những cái đôi giày mà được ra mắt một cách sớm hơn rất là nhiều so với cái lịch dự kiến. Giả dụ như đôi giày Yeezy 350 Static này thì mình đã đeo trước đến 3 tháng trước khi release. Hay là đôi giày Stan Smith collab với cả Human Made, mình đã đeo trước đến cả 3 tháng trước khi release. Thì tại sao mình lại có được những đôi giày này? Thì những đôi giày này thì là những đôi giày đa phần đều là những đôi giày, nếu mà nói thẳng ra là những đôi giày đi ăn cắp ở trong xưởng những cái nhà máy sản xuất giày. Những năm trở lại đây thì ngoài những cái nhà máy sản xuất lớn ở bên Trung Quốc ra thì Nike và Adidas đã mở rộng thị trường và sản xuất nhiều giày hơn ở bên Việt Nam hay là Ấn Độ. Và trong quy trình sản xuất những đôi giày này thì sẽ có những cái bước và có những cái lỗ hổng ở trong nhà máy, và sẽ có những người ở trong nhà máy đó sẽ ăn cắp những đôi giày này và tuồn ra ngoài để mà bán. Đa phần là những đôi giày early release kiểu như thế này sẽ không có hộp, và thường thì giá nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với những cái đôi giày mà release sau này. Thì tùy vào những đôi, đôi giày này thì mình mua được rẻ hơn cực kỳ nhiều kể cả so với cái giá retail bây giờ. Thành ra là cũng tùy. Còn đôi giày này thì mình đã phải trả ra cái giá khá cao để mà sở hữu nó. Và cái mình đổi lại được là một cái video khá là viral, và hình ảnh mà mình sử dụng để mà review những đôi giày này thì được khá nhiều những cái trang báo nổi tiếng và share những cái hình của mình. Thì đổi lại thì mình cũng có được khá nhiều cái thứ hay ho. Đa phần những người mua early release này thì đều là những cái người mà true collector, những cái người mà người ta collect, người ta không thể nào đợi được đến ngày release để mà có thể là sở hữu được đôi giày này, hoặc là những cái người mà người ta muốn đi trước cái thời đại, họ muốn thể hiện. Đặc biệt là khi mà đi sneakercon thì có khá nhiều những người mà đeo những đôi early release thì người ta muốn thể hiện là người ta đi trước thời đại. Hay là những cái người như kiểu mình là YouTuber muốn làm cái content khác lạ so với bình thường, làm những cái video mà muốn lấy sự chú ý của người khác, thì mình đã chấp nhận mình trả một cái giá cao hơn để mà mình có thể là làm review về những cái đôi giày mà chưa release. Thì đa phần những cái đôi giày early release này thì là không có hộp, và cũng có thể là những cái đôi giày mà chưa có cả tem mác nữa. Tùy vào cái giai đoạn mà họ lấy cắp ra khỏi xưởng, nó sẽ có những cái phiên bản khác nhau. Cái phiên bản của đôi Static này của mình là không có tem, có một số cái chi tiết nó khác hơn so với cả những cái đôi giày Static ra mắt sau này. Một câu hỏi nữa được đặt ra là những cái đôi giày early release này thì có legit hay không? Cái này thì hoàn toàn phụ thuộc vào cái nguồn hàng các bạn mua. Sẽ có một số đôi giày thì nó sẽ không giống như những phiên bản mà retail sau này. Giả dụ như đôi giày này, nó sẽ có một số chi tiết mà những cái phiên bản sau này đã sửa lại một chút ít. Nhưng mà cái việc mà mua hàng thật hay hàng giả thì hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn mua từ ai. Mình thì mình khá yên tâm, tại vì những cái người mà mình mua lại thì đều là những cái người bạn của mình, và hơn nữa họ là những người khá là nổi tiếng trong giới early release, thành ra là mình cũng khá là yên tâm. Còn nếu mà các bạn mua early release của một người nào đó mà rất là lạ, mà gần như là mới vào nghề hay gì đó, thì hoàn toàn phải cẩn thận về những điều đó. Tại vì những đôi early release này có nhiều khả năng là nhiều người lợi dụng cái tình hình này để làm trà trộn những cái đôi giày fake vào á, thì cũng phải hết sức cẩn thận. Cái từ tiếp theo mình muốn chia sẻ đây là Friend and Family. Thì những đôi giày Friend and Family này thì là những đôi giày mà có số lượng cực kỳ ít, phải nói là cực kỳ ít luôn á. Có những đôi chỉ có số lượng chỉ vài đôi trên toàn thế giới thôi. Và không nói đâu xa thì là đôi Air Force One Paranoid này, phiên bản màu trắng thì là một phiên bản global release, một phiên bản release rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà một đôi này mà có cái dấu súp màu vàng á thì chỉ có 88 đôi thôi. Và chỉ có cái người mà được Nike collab như là G-Dragon thì là người được sở hữu đôi giày đó, và anh ta hoàn toàn có thể là chia sẻ những đôi giày đó với cả gia đình hay là bạn bè của anh ta. Thì cái từ friend and family này nó nghĩa là friend là bạn và family là gia đình, thì chỉ cho những cái người thân thôi. Từ trước đến giờ thì có rất là nhiều những cái đôi giày mà friend and family, giống như kiểu là Pharrell Williams, Human Race, thì có những cái đôi giày cực kỳ hiếm luôn. Và thậm chí là trên những cái hộp đó thì họ còn ghi ký tên là tặng cho ai hay cho ai. Hay là những đôi giày Nike Travis Scott cũng có những đôi friend and family, và thậm chí là hiện giờ vẫn chưa release nữa, nó chỉ có dành cho bạn bè và gia đình thôi. Thường những cái đôi giày friend and family gần như là vô giá, giống như kiểu đôi này này có dấu súp màu vàng này, gần như là không ai bán. Hay là có những đôi thì có giá resell một cách cực kỳ cao, ai cũng biết cái giá trị của nó và nó cực kỳ hiếm. Thành ra là những cái đôi giày này là những đôi cực kỳ hiếm luôn. Một cái từ tiếp theo mà mình muốn chia sẻ đây là từ pre-order. Thì thường trước khi mỗi release một đôi giày nào đó thì thường là sẽ có những người nhận pre-order những đôi giày đó. Thậm chí là có những website mà họ nhận pre-order luôn. Pre-order thì nghĩa đơn giản là mình order trước đôi giày này, và thường thì những cái order mà pre-order thì nó thường là sau release nó mới đưa. Thường thì những cái người mà nhận order pre-order này họ nhận pre-order từ tận
một hai tháng trước khi release lận, khi mà họ nhận được đủ order rồi, đến ngày release tầm sau tầm 1 hay 2 tuần, thậm chí là 3 tuần thì người mua mới nhận được cái pre-order đó. Tại vì là cái người mà nhận pre-order họ muốn là đầy đủ tất cả những cái thông tin bao nhiêu đôi giày họ cần mua, và họ sẽ mua cho những cái người mà đặt hàng như vậy. Thì cái này nếu mà ai ở dân reseller thì mới hiểu được rõ vấn đề. Tại vì người thường thì không ai mà người ta đi pre-order, mà người ta luôn luôn cố gắng là người ta mua với giá retail. Hoặc là đi theo một cái từ tiếp theo mà mình muốn chia sẻ đây chính là slot. Thì slot là gì? Thì thường là có rất là nhiều người, đặc biệt là những border, những cái người mà chuyên run bot á, những cái người mà mua bằng những cái công cụ á, thì người ta nhận slot. Slot là mình sẽ đưa tất cả những cái thông tin của mình, nào là số thẻ thanh toán, rồi địa chỉ, rồi tên, rồi email, rồi số điện thoại, nói chung là tất cả những thông tin mà mình cần mua thì đưa cho cái người người ta run slot. Và cái nhiệm vụ của người run slot là đến cái ngày mà release thì họ bỏ cái thông tin của mình vào cái bot, nghĩa là cái máy mua. Thì đến ngày release mình chẳng phải làm gì cả, mình đi chơi như bình thường hay mình đi làm như bình thường. Đối với những người bận rộn thì người ta sẽ chọn cách như vậy, và cái người kia sẽ chịu trách nhiệm là mua đôi giày đó cho các bạn, và các bạn hoàn toàn không cần phải làm gì hết, và những cái người đó sẽ run slot cho các bạn. Tùy vào những cái release mà cái giá của cái slot nó khác nhau, thường thì cái giá slot nó gần với cái giá resale, hoặc là có thể nó rẻ hơn một chút xíu. Ví dụ như đôi giày Yeezy 350 V2 có giá retail là $220, nếu mà thuế má tất cả ra là $235, ít nhất ở vùng của mình. Ví dụ như nếu mà đôi giày này sau release từ dự kiến cái giá resale là $300, thì cái người nhận run cái slot này sẽ có giá dao động từ 20 cho đến $50. Thì cái giá mà cuối cùng mình bỏ ra, thay vì mình phải mua trên StockX hay mua một số reseller khác, thì với giá $300 thì mình chỉ phải bỏ ra tầm 250 đến 280 thôi. Thì mình chỉ lấy ví dụ kiểu như vậy. Thì thường là run slot là họ sẽ sử dụng thông tin cá nhân của mình để thanh toán, nghĩa là trong cái ngân hàng của mình sẽ trừ tiền trực tiếp từ Adidas và sẽ đảm bảo cho mình là đôi giày này là đôi giày thật, tại vì mua từ chính hãng. Nó sẽ tiết kiệm hơn một chút so với việc là mua trên StockX, tại vì mua trên StockX thì vẫn có khả năng là họ trà trộn hàng fake vào, hay là mua của một ai đó thì mình nhất định mình phải kiểm tra lại. Đây là trực tiếp mình mua từ hãng, thành ra là mình luôn luôn yên tâm là mình mua hàng mới và hàng thật. Nếu mà có vấn đề gì ra mình hoàn toàn có thể return, nhưng mà cái việc mà mình phải trả cho cái phí cho cái người run slot cho mình thì là một chuyện khác. Thì cái này hoàn toàn phụ thuộc vào cái người run slot họ trả bao nhiêu tiền, còn thậm chí có những người quen thì hoàn toàn là họ không lấy tiền. Ngoài ra thì còn rất là nhiều những cái deal giống như kiểu là họ run slot ở nhiều website cùng lúc. Ví dụ như bạn chỉ cần trả một số tiền như này là 20 đến 50, mình ví dụ đi, nhưng mà họ run đến 2-3 website lận, thì tức là chỉ cần 20 đến 30 thôi, họ mua ở 3 website khác nhau. Và giả dụ như nếu mà họ trúng ở 3 cái website đó thì các bạn đã có được một cái deal rất là tốt, đó là có người mua dùm các bạn và mua với giá gần như là với giá retail, tại vì chia cái số tiền đó ra thì là một cái số tiền vô cùng nhỏ. Thì ở cái video ngày hôm nay thì mình không nêu lên ai ở trong ngành nghề gì hay gì hết, tại vì mình không muốn quảng cáo cho ai hết. Cái video này thì mang tính chất là mình muốn chia sẻ những cái cụm từ mà mình nghĩ là sẽ giúp ích được cho các bạn, và hy vọng là cái video này sẽ giúp ích cho các bạn. Và các bạn hãy cho mình biết là các bạn có thích cái series này không. Cái idea mình làm cái series này đã có từ rất là lâu rồi. Trước đây mình đã từng làm một cái video để mà chia sẻ những cái từ slang, những cái từ mà liên quan đến giới sneakerhead, nhưng mà mình chỉ giải thích một cách vô cùng nhanh chóng thôi. Còn ở cái video này thì mình đã cố gắng mình giải thích một cách chuyên sâu hơn về những cái cụm từ này, và hy vọng là đối với những bạn mới chơi sneaker để có thể hiểu hơn về những cái cụm từ này. Ok, thì đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ video ngày hôm nay. Nếu mà thích cái video này thì nhớ là like and share, ngoài ra đừng quên subscribe channel của mình, nhớ là bấm cái chuông để cập nhật những video mới nhất mình up lên nhá. Ok, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhá. Peace out.